Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Tỵ. Sang tháng Canh Tuất, quan thủ tinh phá hoại lộc tự vận, mang điểm báo họa thị phi quan trường, công việc trúc trắc, mất quan mất chức, sự nghiệp khó khăn, vận khí giảm sút, đường quan lộc cập kềnh. May mắn là bản mệnh được nguyệt lệnh lâm trường sinh, chủ về thiện tinh, hóa là phúc khí, thịnh vượng, trợ lực, mưu sự vẫn có thể thành công, giúp phải trải qua quá trình phấn đấu khó khăn vất vả. Thành công không tới một cách nhanh chóng, bản mệnh phải trải qua thử thách mới có được, lửa thử vàng, gian nan thử sức chính là vậy. Tình cảm xuất hiện trục trặc, cãi vã và mâu thuẫn, gặp vấn đề gì thì cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, tránh khiến cho mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Tử vi sự nghiệp. Công việc trong tháng của người tuổi Tỵ không mấy thuận lợi, khó khăn chồng chất, quan phủ tinh phá hoại lộc tự vận, tiềm ẩn họa thị phi quan trường. Những ai đang trong quá trình tranh cử hoặc ứng cử lên chức vụ mới cần phải hết sức thận trọng. Khi làm việc bất cứ lớn nhỏ gì, bản mệnh cũng nên đặt lợi ích của tập thể lên trên, nghiêm túc chấp hành luật pháp thì mới tránh được họa thị phi. Ngược lại, nếu không coi trọng pháp luật, dễ bị thiên la địa võng giăng bẫy. Thăng quan tiến lộc chưa thấy đâu, toàn thấy là dấu hiệu tù tội. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với công việc hiện tại, đây là giai đoạn khá khó khăn, cần phải giữ đầu tư thời gian và công sức mới có thể vượt qua được. Tất nhiên, một khi đã vượt qua thì không gì là không thể, con đường sự nghiệp phía trước càng rộng mở. Trong tháng, có thiên vu chủ về thăng quan tiến chức giúp sức, người tuổi Tỵ không phải lo lắng thái quá về những cảm bẫy thị phi. Chỉ cần vận hành sự thận trọng, không vượt qua các chuẩn mực, quy định, quy tắc về đạo đức thì sẽ không hề hấn gì. Thêm nữa, mệnh chủ có được nguyệt lệnh lâm trường sinh, chủ vi thiện tinh, hóa là vũ khí thịnh vượng. Trợ lực, mưu sự vẫn có thể thành công dù phải trải qua quá trình phấn đấu không hề dễ dàng. Để thúc đẩy sự nghiệp hanh thông, công việc suôn sẻ, tuổi Tỵ có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy có màu sắc đặc trưng của hành hỏa hoặc mộc ở hướng đông của ngôi nhà, văn phòng làm việc hay bàn làm việc. Bởi ở phương vị này có bát bạch trùng phùng cửu tử có thể thúc đẩy công danh sự nghiệp thuận lợi hơn. Nhảy việc trong tháng không phải là lựa chọn phù hợp. Với những ai đang có ý định này, hãy cân nhắc thật kỹ càng. Thường thì chúng ta chọn những gì mình thích, rồi sau đó cần phải thích những gì mình đã chọn. Hãy thật thích nghi với công việc hiện tại, nhìn mọi việc ở khía cạnh khác, biết đâu bạn sẽ cảm thấy hứng thú làm việc hoặc là thêm cơ hội thành công nào đó. Tử vi tài lộc. Sang tháng Canh Tuất, Tỵ hỏa sinh xuất cho Tuất thổ, bản mệnh làm việc cật lực nhưng cảm giác như là đối tác được hưởng lợi hơn là người khác chứ không phải mình. Vì tại sao như vậy? Bởi không hề có tình trạng tranh công đoạt vị, nhưng sự cạnh tranh lành mạnh là có thật. Hướng tới sự thành công của cá nhân, bản mệnh đành phải đánh đổi, cần phải hy sinh lợi ích của bản thân vì tập thể trước đã. Sau khi được ghi nhận rồi, bạn cũng sẽ có công lao. Đó chính là một hướng đi đúng đắn, nên bạn không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, đôi khi toàn tính quá nhiều thì lại là rào cản ngăn bạn tiến tới thành công. Tình hình kinh doanh, buôn bán của tuổi Tỵ đi không có biến động lớn, nhưng mọi thứ vẫn đang ở mức quá an toàn. Đời điều đó đồng nghĩa với việc tài vận cũng không hề lý tưởng theo đúng mong muốn của bạn. Đôi khi liều lĩnh một chút lại giúp bạn sở hữu cơ hội làm giàu hiếm có. Đầu tư vào một lĩnh vực mới với nhiều rủi ro nhưng không phải là cách mà người tuổi Tỵ hướng tới. Nhưng đôi khi, vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu mà không có sự đề phòng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Nhắc nhở bản mệnh, trong hợp tác làm ăn và đầu tư cần phải hết sức thận trọng. Đừng tin tưởng một ai tuyệt đối và cũng đừng quá hoài nghi người khác. Hãy giữ cho mình cái đầu lạnh để đủ tỉnh táo và sắc sảo phân biệt tốt xấu, thiệt hơn. Như vậy sẽ tránh được rủi ro. Vì tình tháng có bát bạch đường vận gặp cửu tử, mức độ tăng tiến tài lộc mạnh lên rất nhiều lần với những ai biết chủ động nắm bắt cơ hội. Để gia tăng hỉ khí của cửu tử cát tinh, chủ về thăng tiến, hỉ khánh, bản mệnh có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy mang hành hỏa hoặc mộc ở hướng đông ngôi nhà, văn phòng, bàn làm việc. Đó có thể là thạch anh màu đỏ, tím, hồng, tỳ hưu màu đỏ. Trong tháng có tiểu hao hung tinh rình rập, dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng cũng có thể gây ra tình trạng phá tài, hao tốn tiền của. Với bản mệnh, mua sắm không chỉ thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà còn là một cách xả stress hữu hiệu. Vì thế mà đôi khi bạn không kiểm soát được chính mình, mua sắm quá đà, túi tiền càng ngày càng vơi dần. Tử vi sức khỏe. Vì bản mệnh sinh cho chi tháng nên sức khỏe cũng có phần hao nhược. Cần phải chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Đừng vì mải mê công việc hoặc nghĩ ngợi quá nhiều khiến cho cơ thể suy nhược, ốm yếu. Phương vị gây bất lợi cho sức khỏe trong tháng này là trung cung, chính giữa ngôi nhà, văn phòng làm việc. Khi có sao nhị hắc bay vào, đây là nơi cần phải đảm bảo giữ gìn mọi thứ thật gọn gàng, sạch sẽ để tạo nguồn năng lượng lưu thông thật tốt, tiết giảm không khí từ hung tinh. Lưu ý khu vực này nên bài trí một số vật dụng mang hành thổ hoặc hỏa như là vật liệu đá, gốm, sứ, nhựa, pha lê màu vàng, nâu, đỏ, hồng.
mà nên bài trí những vật dụng, đặc biệt là các vật phẩm phong thủy mang hành kim, kim loại, màu trắng. Vì thổ, nhị hắc sẽ suy yếu cho do phải sinh cho kim, hung khí vì thế cũng giảm sút. Phương diện sức khỏe của người tuổi Tỵ cũng cần phải chú ý sự ảnh hưởng của thiên hình hung tinh. Tinh tú này mang đến sự cô khắc, tình thương, tai vạ bất ngờ, vừa hao tốn tiền của lại nguy hiểm đến tính mạng. Sang tiết Hàn Lộ, nhiệt độ có sự chênh lệch rõ rệt giữa ban ngày và ban đêm, vì thế phải chú ý giữ ấm cơ thể, tránh bị cảm cúm, phong hàn. Thời điểm này vẫn cần phải đề phòng tu táo, chú trọng các biện pháp dưỡng sinh qua đường ăn uống, nên uống nhiều nước, đừng để khi khát mới uống. Tử vi tình cảm. Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ trong thời điểm này vẫn chưa đâu vào đâu, hay nói đúng hơn là mọi chuyện cứ đều đều, chưa có dấu hiệu thăng hoa nào. Thậm chí mâu thuẫn đôi bên càng ngày càng nhiều, thường xuyên nảy sinh xung đột và giận hờn. Dù chân thành và trung thủy với đối phương đấy, nhưng người tuổi Tỵ lại không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Với một số người phấn đấu trong công việc, làm việc cật lực thì cũng chỉ nhằm mục đích tạo nền tảng kinh tế vững vàng, chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống hôn nhân. Điều đó hoàn toàn được hoan nghênh, nhưng nếu chỉ cố gắng một mình thôi thì chưa đủ. Cả hai bên cùng phấn đấu, sẻ chia cho nhau mới tạo ra sợi dây kết nối bền chặt được. Nên nhớ rằng, tiền nhiều chưa chắc đã mua nổi hạnh phúc, vì thế hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo, đừng cố ép buộc và đặt nặng áp lực cho bản thân về mặt kinh tế. Hãy dành nhiều thời gian cho nửa kia hơn nữa, cùng chia sẻ tâm tình, cái đó còn quý hơn gấp nhiều lần so với vật chất. Để kích hoạt đào hoa cũng như thúc đẩy chuyện tình cảm ngày càng tốt đẹp, có thể hóa giải mâu thuẫn đôi bên, tháng này người tuổi Tỵ nên chú ý bố trí phong thủy hợp lý ở hướng đông nam của ngôi nhà, của phòng ngủ hay phòng làm việc. Phương vị này có nhất bạch đào hoa bay tới, trợ lực tốt cho các mối quan hệ, thúc nhân vượng nhân duyên, tốt cho cả đường tình cảm đôi lứa lẫn quan hệ xã giao trong công việc. Có thể bài trí bình hoa tươi, trồng cây cảnh ở hướng đông nam. Nếu những ai đã lập gia đình, có thể đặt hồ lô bằng đồng tại vị trí này, vừa thúc đẩy vượng đào hoa, có lợi cho hôn nhân, vừa nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 9 âm lịch năm 2017 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.